Rồi, xin chào chủ đầu tư. Đây là cam nha. Cam 2 ml. Can nhựa mọi người ơi, can 20.000 lít, can 30.000 lít. Can này như mới luôn mọi người ha. Này, can màu trắng 30 lít. Là can mới luôn, hàng thanh lý đấy. Ai mà sử dụng can này vui lòng liên hệ bên em ha. Can màu xanh đang hạ xuống là can 20 lít. Màu tối quá. Ờ.
cái lô hàng can nhựa. Bữa nay bên em mới chất về kho này. Thời gian trước bên em có cái thuê cái kho nhiều can, nhiều thùng phi lắm mà trả kho mất rồi. Bữa nay có chuyến hàng về kho, mọi người mình tranh thủ đặt hàng ha. Can 20 lít như mới, can 30 lít như mới, hàng thanh lý, sạch 100% luôn mọi người ạ. Can này thì mọi người mình lấy số lượng nhiều á, thì bên em mới vận chuyển cho mọi người đấy. Giống như cái xe đang chất xuống đó, xếp nó rất chi là cực thì mới được đủ số lượng. Còn mình cứ vứt ngổn ngang thế này thì nó không được bao nhiêu hết. Can nhựa 20 lít, can nhựa đựng rượu được, đựng nước cất được, đựng xăng dầu được. Rất nhiều mọi người ạ. Mình chở cái can, vận chuyển can thì nó hơi cực một chút. Hết rồi đấy ạ. Mỗi cái xe dài 6 mét này chở được khoảng 500-600 can à. Dạ, em chào mọi người nha. Mình cần sử dụng can nhựa 20 lít, 30 lít, 40 lít thì mình vui lòng liên hệ bên em ha. Can còn sạch, còn mới. Can này là can đựng nước cất á, sạch y nguyên luôn, như mới luôn. Dạ, tạm biệt mọi người nha. Xin chào mọi người. Cái chuyến này chưa hết đâu, còn một chuyến nữa. Lát nữa về chuyến nữa em sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Tạm biệt mọi người nha. Mọi người hãy đăng ký kênh để mình biết thêm nhiều thông tin hơn về can nhựa, thùng phi nhựa, phi sắt và bồn nước, máy nước nóng năng lượng mặt trời, cách sử dụng và trao đổi cũ mới mọi người ha. Tạm biệt mọi người nha.